Những điều ông nói hoàn toàn trái ngược nhau. Ông tin có đời sao? Lại không tin sự tồn tại của tự ngã. Không có tự ngã thì làm sao có đời sau chứ? Ngài nói không sai, nhưng điều này không hề xung đột lẫn nhau. Không có tự ngã cũng có đời sau. Như vậy nghĩa là sao? Ngài từng nhìn thấy trái xoài chăng? Chúng ta lấy hạt của nó trồng xuống đất, nó lại mọc thành cây xoài, sau đó kết thành trái. Chẳng lẽ đây không phải là đời sau của cây xoài sao? Đây là Ngài đang phủ nhận bản tính. Thưa Thánh Nhân, điều thứ nhất trong tứ thánh đế mà Ngài đưa ra, tất cả đều là khổ. Thế gian đều là khổ, sinh khổ, chết cũng khổ. Trong cuộc sống chỉ toàn khổ đau. Đây không phải là suy nghĩ tiêu cực hay sao? Ông nói không sai. Nhưng sao thánh đế thứ nhất ta lại nói thánh đế phía sau? Đó là sự chấm dứt khổ. Nói đến sự chấm dứt khổ, điều trước tiên ta giải thích cho mọi người biết khổ là gì. Ta chỉ cho mọi người biết làm sao để chiến thắng khổ. Như thế thì làm sao có thể nói là hoàn toàn tiêu cực